Khi các nam thần si mít đạo cảnh hôn, đặng vi hôn dương tự ngọt niệm, người tình triệu lộ tư còn phải học. Tình trẻ dương tự đỏ khả năng hôn với chân chất viễn và chương năng hách trong loạt phim siêu phẩm. Cảnh hôn là cảnh đặc sản của bất kỳ bộ phim lãng mạn nào, là nhân chứng tình yêu của các cặp đôi màn ảnh. Chính vì vậy, cảnh hôn cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng tạo cho em của một bộ đôi trong phim ngôn tình hoa ngữ. Mà đây, Blocker đã tổng hợp lại các cảnh hôn của tiểu sinh 9X với bạn diễn nữ. Dễ thấy nổi mật nhất chắc chắn phải là Đặng Vi, Trần Triệt Viễn và Trương Năng Hách. Đặng Vi Hiện cư dân mạng rất bất ngờ rầm rộ truyền tay nhau cảnh hôn của Dương Tử và Đặng Vi trong bộ cổ trang trường tương tư đã gây sốt trong dịp hè. Trong tạo hình cổ trang, cả hai được nhận xét đẹp thắt tục, từ tạo hình cho đến thần thái. Đặc biệt là tạo hình của nam chính Đặng Phi khiến nhiều người không khỏi suy xoa vì trông còn lần át hơn cả nữ chính Dương Tử có thể dễ dàng nhận thấy đặng vi có khả năng hôn ấn tượng không hoàn toàn quá lố chính vì độ tình tứ cũng như chemistry của cả hai trong phim nên khi cảnh hôn của dương tử đặng vi được lên sóng khiến nhiều người đứng ngồi không yên trần chiết viễn vụng trọng không thể giàu nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ ngay sau khi lên sóng ngoài kịch bản bám sát nguyên tắc diễn xuất tự nhiên của cặp diễn viên chính cũng là yếu tố khiến người xem hài lòng cảnh hôn lộ tư trần chiết viễn được cư dân mạng đào lại nhanh chóng neo hot search vì quá nóng bỏng tuy có ngoại hình chưa thực sự thể hiện đúng hoàn toàn hình ảnh của đoàn xóa hứa trên chuyện nhưng trần trên viễn có phản ứng hoa học cuộc tốt với lộ tư càng trải qua các tập thì càng tiến bộ rõ rệt trương lăng hách mặc dù chưa mới lên sau những tập đầu tiên bộ phim ninh an như mộng của bạch lộc và trương lăng hách đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả phần vì nội dung mới mẻ phần vì tin đồn hẹn hò trước đó của cặp đôi trình khiến cư dân mạng không khỏi tò mò qua đoạn cho lờ ngắn một vài cảnh hôn thân mật của bộ đôi chính Bạch Lộc Trương Lăng Hách đã được hé lộ. Dù chỉ đất qua vài giây, nhưng cũng đủ để khiến mọi người xỉu áp xỉu đau, càng thêm mong chờ những tập tiếp theo của Ninh An như mộng.